Forum.vn sẽ vào uy tín hàng đầu Việt Nam với các beta game nhận được 10.000 Robux có cả danh mục random rare siêu xịn, ngại gì mà không vào Forum.vn. Ok, thì trước khi vào game mình muốn nói là mình có một cái group về săn item, thì các bạn có thể vào đây giao lưu, giúp đỡ, hỗ trợ nhau để chúng ta có thể săn được những cái item nhanh nhất có thể. Và mình sẽ là người cập nhật cái thông tin item cho các bạn. Thì link group thì mình sẽ để dưới phần mô tả nha các bạn. Ok, thì cái tựa game này nó vừa mới update một cái vật phẩm limited mới nha các bạn. Thì sau khi mình vào game thì mình thấy trong cái game này nó có hai cái vật phẩm limited luôn nha các bạn. Thì cái vật phẩm đầu tiên á, là cái ba lô tuần lọc các bạn. Thì cái ba lô tuần lọc này á, khá là dễ lấy và nó yêu cầu á, là các bạn phải chơi mini game trong 3 ngày liên tiếp. Mỗi ngày các bạn chơi 3 mini game. Đấy, thì 3 ngày á, là các bạn sẽ chơi 9 minigame. Và ngày thứ 3 khi các bạn chơi cái minigame cuối cùng là nó sẽ cho các bạn nhận cái vật phẩm, cái ba lô này nha các bạn. Và một cái item mới nữa là cái con bét ở trên vai các bạn. Thì con bét bánh gừng. Thì con bét hình cái bánh các bạn. Thì nhiệm vụ của nó yêu cầu á, là các bạn phải thử 10 món đồ. Và các bạn phải đưa nó vào một yêu thích. Thì các bạn cứ bấm vào phần shop. Xong rồi các bạn phải chọn qua một cái bộ phận nha các bạn. Nếu mà các bạn thử luôn thì nó không tính nha. Mình đã có thử rồi thì nó không tính các bạn. Bắt buộc là các bạn phải chọn một cái bộ phận nào đó. Sau khi các bạn chọn một cái bộ phận nào đó rồi á, thì các bạn kéo xuống dưới, các bạn thấy những cái item á, thì các bạn bấm thử và các bạn bấm yêu thích. Thì các bạn làm 11 lần như thế á, thì nó sẽ cho các bạn nhận cái vật phẩm này nha các bạn. Thì sau khi mà các bạn nhận cái vật phẩm này rồi á, thì các bạn đem cái vật phẩm này gift cho bạn bè của mình. Đấy, thì lúc đó là bạn bè của mình sẽ nhận được vật phẩm. Và lúc đó các bạn kêu bạn bè của mình gift lại cho các bạn. Tương tự như thế là cả hai bạn đều sẽ nhận được nha các bạn. Thì cái này là nhiệm vụ gift giống như hai cái vật phẩm trước mình cũng có làm rồi các bạn. Thì một á, là các bạn dùng hai cái ạc, một ạc chính và một ạc cloud. Hai á, là các bạn rủ bạn bè của mình vào làm, là cả hai bạn đều nhận được luôn nha các bạn. Tại vì nếu mà cái này các bạn chỉ có một ạc thôi là chắc chắn là không nhận được nha các bạn. Nên là bạn nào mà muốn nhận vật phẩm này thì rủ bạn bè của mình vào chơi nhé. Chúc các bạn thành công. Nếu thấy video này bổ ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một lượt đăng ký. Nhớ bật thông báo chuông để nhận được những video lấy đồ mới nhất từ mình nhé. Bye bye các bạn, và mình là Em Chiêu. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lấy đồ tiếp theo.